mọi người. Hôm nay thì chuyên mục Who Wins đã quay trở lại. Và ngày hôm nay trên tay Rư thì có hai bộ son khác nhau đến từ cùng một brand. Và brand này là Gila. Và dành cho các bạn chưa biết thì Gila là một brand đến từ Hàn Quốc. Đã từ rất lâu Rư đọc comment của mọi người và các bạn có yêu cầu Rư là hãy swatch son của hãng Gila đi. Và đến tận mùa cuối năm thì Rư mới có cơ hội cầm hai cái bộ son của brand này trên tay. Thì bên này của Rư là bao gồm 7 em son dòng lip cream ra mắt vào 2019. Còn với bên này của Rư thì là các em của mẫu mới dòng Plumping Lip Serum. Và các bạn thấy so với lại cái ống son hồi nãy thì cái em son này có vẻ như là đã được cách điệu hơn một chút. Cái ống son có vẻ tròn tròn cưng cưng. Và ban đầu khi mà nghe cái tên Gila đó thì Rư cứ cảm thấy thắc mắc tại sao lại có hai chữ A. Thì hóa ra cái chữ Gila là sự kết hợp của girl và lady. Cho nên là cái slogan của brand này là From a girl to a lady. Thì Rư nghĩ là cái slogan đó cũng đã nói lên được cái hơi hướng của brand này. Đó là sẽ có sự pha trộn giữa một cô gái, tức là kiểu trẻ trung thanh lịch nè, và một người phụ nữ kiểu như là sang trọng và quý phái. Rư cũng không biết là có đúng hay không, cho nên là mọi người nhớ xem hết video để mà biết được đâu là cái màu son nên mua nhất, cũng như chất son nào là đẹp nhất của brand này nha. Trước khi vào video, các bạn đừng quên hai bé Maruko này nha. Một bé dặn bạn hãy nhớ subscribe, đã cuối năm rồi, xem video full năm không lẽ không subscribe đúng không? Một bé dặn bạn thì hãy nhớ ấn chuông. Và như mọi khi, Rư sẽ dặn bạn nhớ cho video này một like. Và tụi mình sẽ cùng đến với lại Gila Longwear Lip Cream. Đây là collection của 2019. Mặc dù đã được ra mắt từ 2019, nhưng mà khi mà Rư cầm cái bảng màu này trên tay á, thì Rư khá là bất ngờ bởi vì cái độ thời thượng của những tông màu trầm trong collection này. Màu số 1 nếu như bạn đánh lòng môi á, thì son sẽ ra đỏ cam nhẹ nhẹ. Nhưng mà cái đẹp và cái hút hồn của cái màu này á, lại nằm ở phiên bản full môi. Sắc son trầm nhưng mà lại có một cái sức hút rất là dữ dội, tạo ra cái sự nổi bật cho khuôn mặt của tụi mình. Cho nên là Rư rất khuyến khích mọi người hãy đánh màu này full môi vào những dịp trời lạnh nè, hoặc là đánh đi tiệc, bởi vì nó sẽ rất là phù hợp luôn. Màu tiếp theo Rư swatch cho mọi người là một tông đỏ nâu trầm. Và so với lại em hồi nãy á, thì em này đã được pha thêm nhiều tông gỗ hơn, cho nên là nhìn vừa tây mà lại vừa lạ mắt. Màu này nếu như bạn đánh lòng môi thì sẽ ra nhẹ nhàng như một tông nude cam đào. Còn đánh full môi thì son sẽ lên kiểu nâu lạnh á, và nhìn khá là lạ mắt. Điểm mà Rư đánh giá cao ở collection này là cái khả năng che phủ môi cho tụi mình rất là tốt, nhưng mà lại không có nặng môi và màu lên chuẩn ở cái lần quệt cọ đầu tiên. Hãng Gila còn bật mí là các em son này có chứa thành phần là bơ, hạt mỡ và hạt maca, cho nên là dưỡng môi cho tụi mình sẽ tốt hơn các dòng son kem lì thông thường. Hiện tại Rư đang swatch đến cho mọi người màu số 3, một tông nâu lạnh. Và nếu như mà không biết brand Gila từ trước thì Rư nghĩ là Rư sẽ bị nhầm lẫn, đây là một brand có xuất xứ Âu Mỹ với mọi người. Tại vì bảng màu son của hãng làm khá là lạ mắt và nhìn rất là tây, chứ không có bị trùng lập với lại những brand son hàng trước đây mà Rư từng swatch. Màu số 3 này nếu như bạn đánh lòng môi á, thì son sẽ chỉ ra phân phớt một tông nude cam thôi. Còn full môi thì son sẽ lên nâu lạnh, nhìn rất là ngầu luôn. Màu này sẽ cực hợp với những bạn da ngăm nè, hoặc là những bạn mê cái phong cách trang điểm tây tây á. Và thật sự là Rư rất là thích màu số 3 này luôn. Màu số 4 thì là một tông đỏ gạch trầm. Nếu như bạn đánh lòng môi thì em này sẽ chỉ lên đỏ hồng nhẹ nhàng thôi. Hợp với những bạn mê phong cách trang điểm sương sương nè, hoặc là mình đánh đi làm văn phòng ha. Full môi thì son sẽ lên nhìn tươi tắn và ngọt ngào hơn. Rư nghĩ á, màu này mà đánh đi hẹn hò mọi người thì cũng rất là phù hợp. Bộ son này có giá thành cực kỳ hợp lý, tại vì chỉ có 199.000 cho một em son thôi. Và ngoài ra thì còn sở hữu thêm một ưu điểm lớn, đó là không biết mọi người có để ý không, nhưng mà từ nãy tới giờ đó, môi Rư có một cái lớp velvet ở ngoài cùng á. Vậy nên là nhìn cái môi của mình sẽ căng mọng vừa phải, nhìn không có bị khô. Ngoài ra thì son có mùi bánh, kiểu như bánh muffin hay là bánh sô-cô-la gì đó, khá là nhẹ nhàng. Nếu nửa đầu collection này á, là các cái màu mà kiểu nghiêng tây, kiểu nâu nâu ngã lạnh, thì nửa cuối collection sẽ là những màu thuần châu Á, ví dụ đỏ cam, cam cháy hoặc là đỏ thuần. Và hiện tại Rư đang swatch đến cho mọi người là một màu khá là tươi và sẽ rất là hợp với những bạn mê tông cam. Em này nếu như mình đánh lòng môi thì sẽ ra cam tươi nhẹ nhẹ nè, còn đánh full môi thì son sẽ lên cam cháy. Màu số 6 là đỏ cam, và cái điểm mắc cười á, là tên của em son số 6 này, hãng đặt là Rainy Day.
Nhưng mà ngay khi Rư xoát tới màu số 6 này thì cái khung cửa sổ sau lưng Rư á nắng lên rực rỡ. Và cũng như em số 5 ha, nếu như bạn đánh em số 6 này lòng môi thì sẽ lên cam tươi nè. Còn full môi thì son sẽ ngả về đỏ cam và có phần hơi chói một chút. Mặc dù không phải là một màu dễ đánh, nhưng mà với các bạn đang tìm kiếm một cái màu son nổi bật để đi tiệc, đi event á, thì Rư nghĩ màu này chắc chắn là một sự gợi ý không thể phù hợp hơn. Và đây là màu cuối cùng của collection này, màu số 7. Hãng thì gọi là đỏ thuần, nhưng mà thật ra đối với Rư thì Rư cảm thấy em này có hơi like với cam một chút, kiểu đỏ cam thì đúng hơn. Lòng môi thì em này ngã về đỏ cam sáng, còn full môi thì son sẽ lên đỏ cam và sậm hơn. Nói về độ lâu trôi thì bộ son này cái mức độ lâu trôi là vừa phải. Son sẽ ở trên môi mình tầm 4-5 tiếng nếu mình không ăn uống. Còn nếu như bạn có ăn thì son sẽ có trôi một ít ở lòng môi. Bảng màu thì Rư thấy đa dạng, tại vì vừa có tông đất mà lại còn có cả những cái tông tươi tắn hợp với nhiều cá tính khác nhau. Khuyết điểm của bộ sưu tập này thì Rư nghĩ là cái thiết kế nó quá là basic luôn á, cho nên nó làm cho mình dễ bị nhầm lẫn cái bộ son này với những cái bộ son khác. Màu mà Rư thích nhất thì Rư nghĩ là Rư thích màu số 3 nhất. Nhìn rất là lạ mắt và nhìn rất là tây luôn. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển qua các em son mới ra mắt của 2021 thuộc bộ sưu tập Gila Plumping Lip Serum nha mọi người. Rư thấy giá bán của bộ sưu tập mới là 298.000, tức là cao hơn 100.000 so với phiên bản cũ. Vậy nên Rư sẽ đặt nhiều kỳ vọng cho collection mới này hơn. Màu đầu tiên Rư xoát cho mọi người là Nâu Cam Caramel. Và ngay khi mà Rư đưa cái chất son này lên thì Rư đã hiểu vì sao hãng gọi em ấy là Plumping Lip Serum. Tại vì khi mà mình thoa son lên á, thì chất son trong mỏng rất là giống như là serum luôn. Nhìn rất là mướt môi. Và Rư nghĩ những cái chất son như thế này sẽ hợp với những bạn môi khô nè, hoặc là môi hơi mỏng nè, hoặc là mình đánh son lì mà hay bị lộ vân môi á. Màu tiếp theo Rư xoát cho mọi người là đỏ đất. Và rõ ràng đỏ đất đã không có còn quá xa lạ với các bạn nữ ở Việt Nam những năm gần đây, bởi vì cái khả năng trắng răng, tôn da cũng như là dễ make up và dễ phối đồ. Màu này nếu như mà bạn đánh lòng môi thì sẽ ra hồng đất nhẹ nhẹ nè, còn full môi thì son sẽ lên đỏ đất sậm và nhìn khá là quyến rũ. Các em son trong collection này á thì đã được bổ sung thêm những cái thành phần giúp môi mình căng mọng hơn. Ví dụ như là chiết xuất rễ cây tri mẫu nè, hoặc là tinh dầu bạc hà nè. Vậy nên sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu như mà bạn thoa son mà thấy môi mình căng mọng và chúm chím hơn mọi khi ha. Hiện tại Rư đang xoát đến cho mọi người màu số 3 và đây là một màu lạ nè mọi người. Rư để ý hình như điểm nhấn của Gila thường nằm ở màu số 3 hay sao mà hồi nãy tới giờ thì những màu số 3 đều làm cho Rư rất là vừa mắt. Màu này nếu như mà bạn đánh lòng môi á thì em ấy sẽ ra kiểu hồng nâu nhẹ nhẹ, nhưng mà cái điểm nhấn nó nằm ở full môi mọi người ơi. Nó như là một cái sự pha trộn giữa nâu và tím á, nhìn vừa lạ mắt mà lại vừa tôn da. Và thật sự luôn, đến thời điểm này, đối với collection này thì Rư thích màu này nhất luôn. Đặc biệt là phiên bản full môi, nhìn rất là hút mắt. Nhưng mà nói vậy cũng không có nghĩa là Rư binh chầm chập bộ sưu tập này đâu mọi người. Và Rư nhận thấy là có hai điểm làm cho Rư chưa ưng lắm ở cái bộ sưu tập này. Thứ nhất là mùi son của bộ sưu tập này hơi nồng một chút so với bộ sưu tập cũ, kiểu em ấy là hương trái cây và hương hoa đó. Cái thứ hai là bởi vì có dưỡng nhiều cho nên là em ấy cũng sẽ dễ trôi hơn. Rư để ý là son sẽ ở trên môi mình tầm 2-3 tiếng và nếu như bạn có ăn thì son cũng sẽ có trôi ở lòng môi. Hiện tại Rư đang swatch đến cho mọi người màu số 4. Lòng môi thì em này ra phơn phớt đỏ, còn full môi thì son sẽ ra trầm ấm hơn, giống như là được pha thêm với một lớp nâu sô-cô-la. Màu tiếp theo Rư swatch cho mọi người là một tông đỏ cam cháy. Màu này khi mà bạn đánh lòng môi á, thì sẽ ra cam khá tươi, còn full môi thì son sẽ lên vừa vặn và tôn da hơn rất là nhiều, cho nên Rư cũng khuyến khích mọi người đánh em này full môi. Kiểu cũng là cam tươi á, nhưng mà em mới được mix thêm với đỏ sậm khi bạn đánh full môi á, thành ra là môi mình nhìn vừa trầm mà lại vừa có điểm nhấn. Những màu như thế này Rư để ý là lên hình rất là xinh luôn, cho nên bạn nào mà đang ấp ủ một cái bộ hình áo dài ngày Tết á thì nhớ chọn màu này nha. Collection thì có 7 em, nhưng mà màu số 6 này đã là màu cuối cùng của collection này rồi. Tại vì, thôi Rư bật mí luôn nha, sau em này sẽ là một em serum dưỡng môi rất là đặc biệt. Và Rư đã đẩy em ấy về cuối để tăng thêm tính tò mò cho mọi người.
Với lòng môi thì màu số 6 này sẽ ra kiểu cam nâu nhẹ nhàng, còn full môi thì son sẽ ra cái sắc đỏ trầm. Và nhìn màu này thì Rô tưởng tượng ngay một bộ áo dài Tết luôn. Rất là xuất sắc cho ngày mùng 1 đi lấy lì xì ha. Nhận xét về màu của bộ sưu tập này thì Ru thấy là những màu ở cuối bảng đã trầm hơn cái bộ sưu tập trước, vậy nên sẽ rất là hợp trend năm nay nè, cũng như hợp với cả những bạn da ngăm và men răng hông trắng nữa. Và bây giờ thì đến em serum dưỡng môi nha. Ban đầu Ru dùng em này thì thật sự mà nói Ru không thấy gì đặc biệt ngoài một lớp trong suốt. Nhưng mà hóa ra em ấy là một cái loại serum mà thường sẽ đi dưới lớp son màu. Ngoài những thành phần như 6 em son màu á, thì hãng còn bổ sung thêm tinh dầu hạt maca nè, chiết xuất lá xô thơm nè và tinh dầu hoa hồng. Cho nên em này vừa giúp dưỡng môi tốt mà vừa giúp làm đầy môi cho tụi mình. Rồi có thử đánh em này bên dưới sau đó chồng em son số 6 phân phớt lên. Và các bạn thấy không, môi Rồi vừa căng mọng hơn nè, nhìn đầy hơn nè. Và cái màu son á, nó được loang ombre rất là tự nhiên. Nhìn chung thì mỗi một bộ sưu tập Rồi thấy đều có ưu và khuyết điểm riêng. Nếu như mà chọn về giá thành để tư vấn cho các bạn học sinh sinh viên á, thì Rui nghĩ là chắc chắn Rui sẽ chọn bộ sưu tập Longwear của 2019, bởi vì giá của bộ sưu tập đó quá tốt, chỉ có 199.000 thôi. Còn nếu chọn nhỉnh về chất lượng cũng như là cái độ dưỡng, độ căng mọng môi thì Rui chắc chắn sẽ nghiêng về cái collection mới của 2021. Và như Rui nói đó, Rui cực kỳ ấn tượng ở màu số 3 của mỗi bộ sưu tập luôn, rất là đặc biệt. Nếu bạn là một cái cô gái mà thích những màu son lạ thì Rui rất khuyến khích mọi người hãy thử màu số 3 của cả hai bộ sưu tập nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay. Rui hy vọng là qua video này thì các bạn cũng đã phần nào biết được đâu là cái màu son, cái chất son đẹp nhất của hãng Gila, cũng như tìm được cho mình một màu son để mà đánh vào mùa Tết năm nay nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye!